Còn bữa nay không tăng theo cũng ngầu lên hai hai viên rồi mười hai bữa đó một viên rồi hầu cái đầu con cứ gầu vô đâu đầu ấy từng gầu lần ấy nó quen từng con tốt ăn qua nhiều gầu ấy đàn nó ngủ mùa hầu ngủ mùa hầu thử rồi nhưng nghe đàn đổ mùa hầu đục mặt không chịu thử chùa mấy mình cày có đâu dù xuống mấy bay dù xa cũng được nữa mấy sĩ cày trong này nó nhẫn với con của ông bà định nó bay 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 qua nó cũng có nhẫn nước khô có đầu bên đây sệt sệt cái đầu bên kia khô những con nước nó đi dâu rinh xịt lên cho đầu nó qua đầu nó khô những con nước mà thằng quý bà định nó cày sơ sơ nó nhẫn sợ vậy sẽ mình kêu dạ. Ông hợp đồng đồng nói là ông cày vậy em mấy nào dám vô kêu kêu nhau nó cày mấy hôm chui gì cày anh rồi mấy cô mấy bà thôi thì bà định cày một bữa đi ra xin cày chúng mấy trong mà xin cày ông nó cày nhiều mà hôm qua ông đắp bơ đồ ngon hôm qua bữa ta sổ ông đắp cái hiền xuống thấy đứng lụng cái chân không qua cái tay cái giờ của con cam rằng giờ đứa cam qua giờ con lại hót không thấy lại được dù ông đắp kỹ trong lụng cái hót tặng lại được tặng lại giữ nước được rồi chừng nào đầu đắp đầu đắp đám thiện những bắn đám thiện là đi thì giờ kéo coi kỳ nhẹ sàng được bắt đầu mà kỳ hai bận không bằng người không bằng luôn ha à bữa nay mà kỳ bữa nó sinh rồi ấy bữa nay nó quấn cho nên nó mi ờ không để ta tiền kỳ gian nữa ngày nay con hơn triệu rồi chứ ngày nay tiêu mất hơn triệu gian ra lá tiền kỳ nữa mua nuôi giống mua trồng kiên nuôi giống mua gần 200 nuôi kè mới có nữa nó nuôi nấu kè hai bận có trăm ngàn đại con bận 60 ngàn mà kè nó nuôi nấu nấu kè hai bận kè bận một bận hai đỡ xả là 100 ngàn trăm mới đổi bữa nay ớ nó bận trăm giờ mười bốn cái lúa cái đồng trăm nó nói vậy nó nuôi thằng lại lấy mát mát gì tự nhiên nó phá co có 60 ngàn nó nuôi giảm mà đi nó nuôi ra con bằng mà 60 ngàn mà đi ra nó chứ không sao mà phun 60 mà không có mà mẹ con phun mà bệnh nữa cây vậy đấy. Mà chắc cái đất nó bung chắc gì nó co nó chết nữa chứ chắc cái co nó bung sáu lên thì gà nó bệnh nữa nó nói rằng giang nó mua nào cũng cày được nó nói mua kia có cây khô em ra cây khô nó cứ cây giỏi ổn nên mà nó cây lại hai bằng nhẫn đất tốt mới vậy nó nói mua kia cây khô em có lấy cây khô nên nó cày ra cày cho cày lắm hay lắm cái công đây dương nó cày ra cày